Hey, chúng chào mọi người, hiện tại chúng đang ở trạm yêu thương bảo vệ chó mèo ha. Những bé chó chung cứu chữa trị tại nhà bệnh xong khi mà khỏe thì chúng sẽ đưa nó về đây là cái trạm để nuôi tụi nhỏ ha. Hôm nay chúng sẽ mời mọi người đi một vòng tham quan trạm ha. Chúng mới vừa ngăn đôi cái này ra và làm cái dàn cửa này, dàn sắt này lại và lót tất cả gạch men khu tụi nó ở hết, rất là sạch sẽ luôn và làm tất cả hệ thống lại hết. Bây giờ mời mọi người ha. Cái sân này, cái chỗ này là cho tụi nó đi ra toilet không, rồi cái sân sau nữa, rồi sân trước nữa, là hai sân, ba sân tổng cộng. Và ở trên đây là em quay lên đây là ở đây là tối là có cái cửa gió lùa kéo vô, kéo mở ra rất là thoáng và cực kỳ thoáng mát luôn nha mọi người. Sáng là tất cả ánh nắng và nó chiếu xuống đây ha, rất là sạch sẽ luôn. Bây giờ chung mời mọi người theo chung ha, đi vô đây tham quan tụi nhỏ đây ha. Đi ra thôi. Rồi bà biết rồi. Bà biết rồi. Rồi, bà biết, đứa nào cũng ngoan hết, đứa nào cũng hơn, bà biết, đứa nào cũng hơn, nhảy. Rồi, đây, bé Lu, ấy da, Lu cứu ở Gia Lai nè mọi người, Lu bị chém nè, cứu ở Gia Lai nè ha, đó, mọi người nhớ bé Lu không, bị chém cứu ở Gia Lai nè, đó, hôm nay là mặt ú nè, thấy cưng lắm nè. Ôi, bé này bé tin là đây bà biểu tin thôi luôn nè. Thấy bé này bé tin ở Bình Dương ha, bị đánh hoại tử mắt, hư một mắt nè, hôm nay chữa trị lành khỏe rồi, chích người đầy đủ đưa lên trạm luôn nha. Đó nè mọi người thấy không, tin rất là dễ thương nha. Tin bé tin trời ơi, nó nhảy tụt quần luôn. Bé Sigo trời ơi nè. Bé đang bỏng là cứu ở Hóc Môn đây nè. Bỏng quay gần nữa rồi. Thôi trời ơi không quay được luôn á. Thôi nè luôn nè, trời ơi buồn. Rồi bé Linh, ây da, Linh ơi. Ô đây là bé Linh ha, bé Linh cứu ở Tánh Linh, Ninh Thuận, Bình Thuận. Ô bị cột mỏ nè, ốm chơi nương nè, hôm nay mập nè. Con gái ơi. Thôi nè. Mỗi bé đều có một hoàn cảnh hết, bé nào cũng đáng thương hết hả mọi người. Hả? Ê thôi. Người thấy không, sạch sẽ không? Thôi, không có gì. Rồi, quay hai mẹ con nắng gió nè. Ô nắng gió, bà biểu. Ô hai mẹ con. Ô nắng gió. Thôi. Bà biết rồi. Đây, hai mẹ con nắng gió. Thôi, nè. Ô, nó nhát. Bé này bé tôm. Thôi. Đây. Bé này bé què dỗ. Ôi da. Khiều. Đây, bé què dỗ quận 6. Chung đã phẫu thuật kháo khớp cho em nó ha. Ôi, nè nó mập như heo vậy nè. Nè. Mới kháo khớp cho bữa hổm chưa cắt chỉ kịp nữa nè. Đó. Ở quận 6 nè. Ồ. Ây da, bà biết rồi. Thôi. Lâu, trời ơi nó nhảy muốn xúc quần. Nè quay mẹ con nắng gió nè. Hả? Bé Bi cứu trong lò mổ. Một đám lò mổ. Trời ơi. Ây da, trời ơi nó cắn. Mít. Bé mít cứu ở lò mổ luôn, bị tật ba chân luôn. Đó, người thấy không? Quay sơ được nó vòng. Rồi. Thôi ra thương, đứa nào cũng thương hết đó. Bun trắng giá bi bóp. Con này có cắn quần cắn áo người ta hoài à. Bé Linh, Linh phỏng nè. Ấy da, đau á. Nè, bé này bé Gin. Rồi, bé Gin viêm da nặng ở chợ Hóc Môn, ăn ngủ trên rác nè, hôm nay là đẹp rồi nè. Trời ơi trai. Chụp lắm hình nha. Thôi bà biết rồi. Thôi bà biết, đứa nào cũng thương hết đó, đứa nào bà cũng thương hết đó. Ồ, bà biết đứa nào cũng thương. Trời ơi. Ây da. Gin. Tin, chúng mày Gin. Ây da. Trời ơi, chết này. Thôi.
thôi nè, ba biết rồi, bắp. Bắp lại bẻo bẻo, bắp với đốm lại bẻo. Bắp với đốm lại bẻo, bắp lại bẻo. Rồi, giờ mấy bé này là nuôi khá là lâu, mỗi bé có một cái cái gọi là cái tiểu sử cứu, cứu ở đâu và cứu về như thế nào ha. Bây giờ Trung mời mọi người đi qua bên đây. Thôi. Trung mời mọi người đi qua bên đây, là khu bên đây là những cái bé mới về chưa có quen với những cái bé cũ, thì cho nó qua khu bên đây. Mới cho lót gạch hết đó, mọi người thấy sạch sẽ rồi không? Đi ra. Đi ra nè, đi ra nè, đi ra nè, đi ra nè, đi ra nè. Đi ra nè. Đây là bé Rod. Bé Rod này là bị đợt trước là ngay đây nè, nằm xuống con, nằm xuống ba biểu, nằm xuống nè. Mọi người quay vô, quay vô, quay vô vô. Nè, còn vết hẹo nè. Còn vết hẹo, đó, còn vết hẹo ngay chân nè. Đợt trước là bị hoại tử nguyên cái bàn bự như đó, hôm nay nè, thấy không? Đó, Rod. Này bé Boy. Bé Boy à, ăn cắm heo. Cà rơi ăn cắm heo, đó, bé Boy. Đó. Rồi. Đây là bé Rồng nè, bé Rồng nè, bé Rồng nè, đó, bé Rồng nè. Đây, cũng Coca nè, Coca nè, thấy không? Thấy Coca không? Nghe mập mập mà nè. Vẫn còn hai con này vẫn còn đang cho uống thuốc kích dục. Con này bé đực. Bé này là bé tèo em, viêm da nặng, rất là nặng luôn, nhưng mà nay nó đỡ thôi, nó vẫn chưa có hết, tại vì con này rất là khó chăm nó, cực kỳ khó luôn, nên là cái liệu trình, cái tiến độ điều trị nó rất là chậm, phải nó cực kỳ chậm. Rồi, rồi, đây là bé mù, cứu ở Campuchia, rồi nó mới ị nè, để rồi dọn, bé mù cứu ở Campuchia nè, cứu ở cái danh trại biên giới Campuchia nè, đó. Còn bé này là bé Alaska, lạc ở Tân Bình đó. Thôi quay đây, bé này bé vện bị cắt cổ ở giữa rừng cao su đó, nên nó nhát lắm, con này nó nhát lắm, cực kỳ nhát. Thôi tiếp, hay là bé Tina rồi trước bị xe đụng gãy chân nè đó. Đó, cái gì hả, bơi heo quá trời à. Rồi bé này bé Đình Đình, bé Đình Đình cứu ở gần ở trạm luôn, hóc Bình Chánh luôn đó, dễ thương lắm mọi người, nó cười á đó, nó cười á, dễ thương lắm ha, dễ thương ha. Rồi còn đây bé Nâu, bé Nâu gãy hàm ở cây xăng ở quận 6 đó. Quay một vòng sơ cho mọi người. Bé này bé Husky cứu, con này nó bị kinh phong, chủ không có điều kiện nuôi nên là bàn giao cho bên hội, Trung đang nhận để trên trạm đang điều trị cho nó. Nó hay giật cửa ói máu nữa đó. Quay thoáng hết một cái không gian cho tụi nhỏ ở đây ha. Quay tụi nhỏ đó. Giờ là tụi nhỏ nó ngủ rồi. Giờ nó ngủ rồi. Hả? Cái gì vậy Boy? Quay bé này nữa nè. Con này nè. Con dưới chân mày. Con này à. Con Cống. Cứu chung với bé Trì đó. Dục với Cống á. Đó. Nó cà rơi mà nó qua rồi. Nên là để là di chứng co giật thôi. Đó, thấy nó giật 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 vậy thôi. Đó. Rất là dễ thương. Cập nhật sơ vòng chạm cho mọi người ha. Còn ở nhà những bé nào bệnh nặng thì điều trị ở nhà. Mít ơi. Rồi, thôi kết thúc cái clip đây. Chào mọi người nha.